Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn theo dõi chương trình Thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay, thứ Bảy ngày 30 tháng 10. Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam góp ý dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Đà Nẵng đề xuất thí điểm đón khách quốc tế. Liên Hợp Quốc gửi thông điệp độc đáo về bảo vệ môi trường. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, sáng qua 29 tháng 10, Quốc hội thảo luận về dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Mục tiêu xây dựng dự án luật nhằm xử lý những mâu thuẫn chồng chéo bất cập của luật kinh doanh bảo hiểm với các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội ban hành. Đại biểu Dương Văn Phước, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam nêu lên tình trạng một số tổ chức cá nhân kinh doanh bảo hiểm phục vụ người dân nhưng không làm hết trách nhiệm và đề nghị cần có chế tài chặt chẽ cho vấn đề này. Bên cạnh đó, theo đại biểu Dương Văn Phước, người nông dân ở Quảng Nam nói riêng và miền Trung nói chung gặp nhiều khó khăn khi tham gia các loại hình bảo hiểm. Nguyên nhân vì nhóm đối tượng này hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thường xuyên gánh chịu thiên tai bão lũ nên các nhà kinh doanh bảo hiểm từ chối vì rủi ro cao. Dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi gồm 8 chương 156 điều, các nội dung được sửa đổi bổ sung và quy định mới bao gồm đối tượng áp dụng mở rộng so với luật cũ là tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, sửa đổi bổ sung giải thích từ ngữ để phù hợp với thực tiễn, pháp luật có liên quan, nguyên tắc cung cấp sử dụng dịch vụ bảo hiểm sửa đổi để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, tập quán quốc tế, các cam kết quốc tế Việt Nam tham gia, các loại hình bảo hiểm thành 3 loại cơ bản theo thông lệ quốc tế. Sáng qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với Sở Giáo dục Đào tạo để nghe góp ý đề án sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 39/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam về quy định khoảng cách địa bàn, mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở xã thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP và đề án sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo đã trình bày tóm tắt hai đề án, việc thực hiện chính sách cho học sinh phổ thông theo Nghị quyết 39/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã quy định cụ thể khoảng cách địa bàn từng thôn, nóc, bản làng, vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn có học sinh đi học các trường phổ thông nhưng không thể đến trường và trở về nhà trong ngày, được thụ hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 116 của Chính phủ. Theo đó, toàn tỉnh có 10 huyện thụ hưởng chính sách này, tổng số học sinh ăn ở tại trường gần 12.000 em, nhân viên hợp đồng nấu ăn theo định mức khoán kinh phí trên số lượng học sinh quy đổi là 390 người, với tổng kinh phí hơn 10,4 tỷ đồng. Đối với thực hiện Nghị định số 105 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, trên cơ sở đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 22/2021 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn. Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với các địa phương đang tiến hành triển khai thực hiện chế độ này. Theo số liệu thống kê, đến cuối năm học 2020-2021, có 37 trường thực hiện với gần 5.900 học sinh ở bán trú và 111 nhân viên hợp đồng nấu ăn, tổng kinh phí là 2,9 tỷ đồng. Ủy ban Dân tộc Trung ương sáng qua tổ chức hội thảo trực tuyến góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì đầu cầu Quảng Nam. Ủy ban Dân tộc Trung ương đã thông qua các hướng dẫn thực hiện 5 dự án và 2 tiểu dự án của dự án 10, trong đó các tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung vào các lĩnh vực như giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, quy hoạch bố trí ổn định sắp xếp dân cư ở những nơi cần thiết, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cũng như các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc, đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình ở các cấp. Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò người có uy tín trong phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý. Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh, giai đoạn 2021-2025, nhu cầu kinh phí thực hiện các dự án, chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Nam hơn 3.566 tỷ đồng.
Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì khảo sát thực tế về công tác hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng tại thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Đoàn khảo sát các hộ gia đình người có công được hỗ trợ về xây dựng nhà ở theo nghị quyết số 15, sửa đổi bổ sung nghị quyết số 11 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đây là chính sách mà nhiều thân nhân người có công trông đợi. Qua khảo sát thực tế, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khiến công tác thi công nhà ở một số hộ gia đình chính sách gặp khó khăn, chậm trễ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn cũng yêu cầu hai địa phương Điện Bàn và Hội An cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt ưu tiên quan tâm đối với các hộ gia đình cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng thuộc diện đặc biệt khó khăn, nhà ở bị xuống cấp, sớm có chỗ ở ổn định. Tăng cường thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách người có công. Đối với các hộ đã xây dựng sửa chữa hoàn thành, đã bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi với sự hỗ trợ ý nghĩa kịp thời này. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2021, tỉnh Quảng Nam đã và đang triển khai thực hiện hỗ trợ xây nhà ở cho người có công, theo nghị quyết số 15, sửa đổi bổ sung nghị quyết số 11 là 6.023 nhà. Trong giai đoạn 2019-2022, qua rà soát toàn tỉnh hỗ trợ xây dựng 15.416 nhà ở, với tổng nguồn kinh phí hơn 402 tỷ đồng. Sáng qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức cuộc họp giới thiệu dự án bảo vệ quần thể chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây thông qua hỗ trợ những người tiên phong trong cộng đồng thực hiện các hoạt động bảo tồn, đồng thời tham vấn địa phương về kế hoạch thực hiện dự án này. Dự án bảo vệ quần thể chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây thông qua hỗ trợ những người tiên phong trong cộng đồng thực hiện các hoạt động bảo tồn do Quỹ đối tác về các hệ sinh thái trọng yếu tài trợ thông qua Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế tại Việt Nam IUCN đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt. Mục tiêu của dự án hướng đến bảo vệ tăng 10% số lượng cá thể chà vá chân xám ở xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành sau 2 năm thông qua các hoạt động bảo tồn thực hiện bởi những người tiên phong trong cộng đồng, giảm tác động của con người đến quần thể chà vá chân xám thông qua sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động du lịch trải nghiệm ở Tam Mỹ Tây để khuyến khích người dân địa phương bảo vệ loài linh trưởng quý hiếm này. Dự án sẽ thành lập một nhóm những người tiên phong bảo tồn loài chà vá chân xám và hỗ trợ nhóm thực hiện các hoạt động bảo tồn mang tính đặc trưng của địa phương để tạo ra một phong trào do cộng đồng lãnh đạo và thực hiện nhằm nâng cao nhận thức và bảo vệ loài chà vá chân xám ở Tam Mỹ Tây. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam sáng qua tổ chức thi hành án đối với hộ ông Trần Văn Vững, trú tại tổ 8 thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, cưỡng chế buộc hộ ông Trần Văn Vững phải trả lại cho hộ ông Phan Văn Phụng diện tích đất trên 709 m². Tại hiện trường, lực lượng tham gia cưỡng chế đã tiến hành tháo dỡ hàng rào, nhà tạm làm bằng tôn, thu dọn cây trồng trên phần đất tranh chấp và thực hiện các thủ tục cần thiết, tiến hành bàn giao lại cho gia đình ông Phan Văn Phụng diện tích đất như đã nêu trên. Theo hồ sơ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam cung cấp, nguồn gốc đất tranh chấp được xác nhận. Trước đây, nguồn gốc sử dụng đất là của bà Trần Thị Ngữ, mẹ ruột của ông Phan Văn Phụng để lại cho ông Phan Văn Phụng. Đến khi gia đình ông Trần Văn Vững làm nhà tại thửa đất liền kề phía sau thửa đất tranh chấp, khi các cơ quan chức năng đo đạc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Vững đã hợp thức hóa phần đất của bà Ngữ nên dẫn đến việc tranh chấp này. Việc tranh chấp đất đai đã được tòa án giải quyết do hộ ông Vững có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành. Ngày 9 tháng 7 năm 2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất đối với hộ ông Trần Văn Vững. Nội dung thi hành bản án buộc hộ ông Trần Văn Vững phải trả lại cho hộ ông Phan Văn Phụng cùng trú tại tổ 18 Quý Xuân, Bình Quý, Thăng Bình, Quảng Nam diện tích đất 709,96 m² nằm trong thửa đất số 189 tờ bản đồ số 35 tại thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã được Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Trần Văn Vững vào ngày 23 tháng 4 năm 2004. Trước đó, tòa đã tuyên hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình đã cấp cho hộ ông Trần Văn Vững ngày 23 tháng 4 năm 2004 đối với thửa đất 189, tờ bản đồ số 35, diện tích 1.100 m², mục đích sử dụng đất ở và đất vườn cùng địa chỉ trên. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam quyết định về việc cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Điều 1. Cho phép hoạt động trở lại các dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường, game, rạp chiếu phim, cơ sở massage ở vùng xanh và vùng vàng trên địa bàn tỉnh, nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau. 1. Đối với vùng xanh cấp 1, chủ doanh nghiệp cơ sở kinh doanh các dịch vụ
chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định và đảm bảo các điều kiện hoạt động theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Người tham gia dịch vụ, người quản lý và nhân viên phục vụ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng gần đây. 2. Đối với vùng vàng cấp 2, chủ doanh nghiệp cơ sở kinh doanh các dịch vụ trên chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định và đảm bảo các điều kiện hoạt động theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Người tham gia dịch vụ, người quản lý và nhân viên phục vụ đã được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng gần đây. 3. Đối với vùng cam cấp 3 và vùng đỏ cấp 4, tiếp tục tạm dừng các dịch vụ không thực sự cần thiết nêu trên cho đến khi có thông báo mới. Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, các dịch vụ nêu trên, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định hiện hành. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 2 tháng 5 năm 2021 và điểm 3 công điện số 03/CĐ-UBND ngày 3 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị, trước tình hình số ca dương tính với COVID-19 ngày càng tăng nhanh, bên cạnh nỗ lực truy vết, huyện Nam Trà My cũng đã tiến hành phong tỏa nhiều khu vực có ca F0, hạn chế nhiều hoạt động nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch được hiệu quả. Tính đến sáng qua 29 tháng 10, huyện Nam Trà My đã quyết định phong tỏa hẹp 3 khu vực dân cư với tổng số 48 hộ. Đây là các điểm xuất hiện nhiều ca F0, trong đó có cả trẻ em. Để hạn chế tối đa việc đi lại của người dân, chính quyền địa phương cũng đã ban hành lệnh cấm tụ tập quá 5 người. Tạm dừng các hoạt động không thiết yếu, các trường học trên địa bàn toàn huyện cũng được nghỉ học từ hôm qua cho đến khi có thông báo mới. Hiện tại, huyện Nam Trà My đã ghi nhận tổng số 204 ca dương tính với SARS-CoV-2. Do đó, ngành y tế đang khẩn trương truy vết tại 10 trên 10 xã để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Nhằm đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch cho cán bộ chiến sĩ để vừa tham gia phòng chống dịch, vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, vừa phòng chống thiên tai mưa lũ, Công an huyện Nam Trà My đã chủ động test nhanh COVID-19 cho công an toàn huyện. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại huyện vùng cao Nam Trà My với tốc độ lây lan nhanh rộng trong cộng đồng 10 xã trên địa bàn toàn huyện, cán bộ chiến sĩ công an huyện cũng nằm trong nguy cơ lây nhiễm cao khi vừa phải tham gia truy vết, khoanh vùng dập dịch, vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ công an tiếp tục làm nhiệm vụ trong điều kiện dịch bệnh và mưa lũ đang diễn biến phức tạp, được sự tập huấn chu đáo của bệnh xá công an tỉnh, cung cấp bộ test COVID, công an huyện đã chủ động tổ chức test nhanh COVID tại cơ quan cho cán bộ chiến sĩ công an toàn huyện với tần suất 3 ngày một lần. Hiện cán bộ chiến sĩ công an huyện đều an toàn, chưa phát hiện trường hợp dương tính COVID-19. Lực lượng công an huyện Nam Trà My tiếp tục nỗ lực cùng chính quyền, lực lượng chức năng, nhân dân trên địa bàn khẩn trương phòng chống nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh. Chuyển sang thông tin khác, sáng qua, tỉnh đoàn Quảng Nam phối hợp với công ty bia Cutbird tổ chức chương trình làm đẹp bãi biển tại bãi biển Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ. Cùng với các đợt làm đẹp bãi biển thường xuyên, mang lại diện mạo đẹp hơn cho bãi biển Tam Thanh, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển xanh sạch đẹp. Thông qua phối hợp tài trợ của công ty bia Cutbird Việt Nam, tỉnh đoàn Quảng Nam đã triển khai xây dựng cổng chào biển, hàng dừa dọc bờ biển dài gần 1 km, lắp đặt 10 bốt trực cứu hộ, 30 ghế đá, 35 thùng rác công cộng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Chương trình CR làm đẹp biển miền Trung góp phần nâng cao ý thức, khuyến khích người dân địa phương chung tay góp phần làm đẹp cảnh biển quê hương cùng Huda. Với nhiều hoạt động thiết thực đã góp phần làm đẹp cảnh quan bãi biển. Thông qua việc huy động hàng trăm đoàn viên thanh niên trên địa bàn thường xuyên tổ chức sự kiện Event Day, dọn rác, cắm biển hướng dẫn tại các điểm tập kết và các thùng rác công cộng. Nhân sự kiện Event Day, tỉnh đoàn Quảng Nam trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn. Tặng 5 xe đạp cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ. Được sự hỗ trợ từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Coi Ca Hàn Quốc, mới đây tổ chức Medibis cùng với Quỹ Phát triển Châu Á và Bệnh viện Trường Đại học Chung-bok Hàn Quốc tổ chức chương trình nâng cao năng lực về phục hồi chức năng cho phụ huynh trẻ khuyết tật trên địa bàn xã Tam Quang, huyện Núi Thành và các xã lân cận. Tại chương trình, chuyên gia về ngôn ngữ trị liệu đã tập huấn một số kiến thức về sự phát triển ngôn ngữ, giao tiếp, điển hình và cách nhận biết các khó khăn của trẻ khuyết tật cho các phụ huynh có con em bị các bệnh lý về bại não, khèo chân, chậm phát triển, chậm giao tiếp.
Ngoài chương trình tập huấn, tổ chức Medibit đã xây dựng phòng phục hồi chức năng tuyến xã với đầy đủ trang thiết bị phục hồi chức năng và các chuyên viên về giáo dục đặc biệt, âm ngữ liệu và vật lý trị liệu để hỗ trợ cho các trẻ em bị bại não, chậm phát triển trí tuệ, đau, rối loạn phổ tự kỷ, chậm nói trên địa bàn xã Tam Quang và các xã lân cận. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 vừa tổ chức bế mạc hội thi tàu tốt năm 2021. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, hội thi hoàn thành nội dung chương trình đạt mục đích yêu cầu đề ra. Ban tổ chức đã trao giải nhất tập thể cho tàu Cảnh sát Biển 4032, giải nhì cho tàu Cảnh sát Biển 4037 và giải ba cho tàu Cảnh sát Biển 5012. Ngoài ra có 11 giải chuyên ngành bao gồm radar, thông tin, hàng hải, phụ khí, cơ điện được trao cho các tàu. Có 11 giải cá nhân cho cán bộ nhân viên tàu trong các phần thi chuyên ngành kỹ thuật toàn tàu, radar, thông tin, hàng hải, vũ khí và cơ điện. Hội thi đã đánh giá khách quan thực chất về các mặt công tác kỹ thuật, khả năng quản lý vũ khí trang bị, chất lượng trang thiết bị, vũ khí trang bị kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu sử dụng lực lượng của Bộ Tư lệnh Vùng. Thưa quý vị, Quốc hội vừa gửi phiếu xin ý kiến đại biểu về các nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra vào các ngày 10, 11 và sáng ngày 12 tháng 11 tới. Các đại biểu được đề nghị chọn 4 trong 5 nhóm vấn đề trên để chất vấn. Cụ thể, các nhóm vấn đề sẽ được chất vấn như sau. Nhóm 1 thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. Nội dung dự kiến là việc thực hiện các gói hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bảo đảm tiến độ đúng đối tượng hiệu quả. Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Nhóm 2 thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, nội dung là giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh tình hình mới, các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh. Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nhóm vấn đề thứ 3 thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nội dung là vấn đề bảo đảm chất lượng dạy và học, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo trong điều kiện dịch COVID-19. Trách nhiệm trả lời chính Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực y tế, nội dung về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua và chiến lược vaccine trong thời gian tới, việc bảo đảm nguồn cung và quản lý giá xét nghiệm COVID-19, trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm. Trách nhiệm trả lời chính Bộ trưởng Bộ Y tế. Nhóm vấn đề thứ năm thuộc lĩnh vực công thương, nội dung về giải pháp phục hồi các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, việc khắc phục tình trạng đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng, lưu thông hàng hóa, thúc đẩy phát triển sản xuất xuất khẩu trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Trách nhiệm trả lời chính Bộ trưởng Bộ Công Thương. Tiếp nối một số địa phương có thế mạnh về du lịch, mới đây Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cũng đề xuất thí điểm đón khách du lịch quốc tế theo chương trình trọn gói và tiếp tục mở rộng phạm vi đón khách quốc tế từ đầu năm sau. Hiện việc đón khách du lịch nội địa đã được các doanh nghiệp lữ hành tại Đà Nẵng triển khai thực hiện. Từ tháng 11 tới, Đà Nẵng sẽ mở rộng đón khách liên vùng phối hợp cùng các tỉnh miền Trung để trao đổi nguồn khách. Trong khi đó, đối với phương án đón khách quốc tế sẽ có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 11/2021, Đà Nẵng sẽ thí điểm đón khách quốc tế theo chương trình trọn gói. Giai đoạn 2 từ tháng 1/2022 sẽ mở rộng phạm vi đón khách quốc tế kết nối điểm đến cho du khách. Đến giai đoạn 3, Đà Nẵng sẽ mở cửa hoàn toàn thị trường khách quốc tế, căn cứ vào tình hình dịch bệnh và kết quả giai đoạn thí điểm. Hiện nay, ngành du lịch thành phố đang ráo riết chuẩn bị các sản phẩm du lịch mới, lên lịch sự kiện và các chương trình thu hút khách. Sau 2 ngày đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em ở một số địa bàn, từ ngày 29 tháng 10, tất cả 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Từ ngày 29 tháng 10, tất cả 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Dự kiến thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 780.000 trẻ em sẽ được tiêm. Lứa tuổi 16 đến 17 tuổi được tiêm trước, sau đó hạ dần theo tuổi cho đến khi tiêm hết. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã dự trù đầy đủ vaccine cho số lượng trẻ cần tiêm. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trên cả nước tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ ngày 27 tháng 10. Qua 2 ngày đầu, toàn thành phố đã có khoảng 39.800 trẻ được tiêm vaccine. Đánh giá sơ bộ của ngành y tế, các điểm tiêm đều an toàn về y tế và phòng chống dịch. Có xử lý trường hợp phản ứng phụ ở mức nhẹ và chưa ghi nhận trường hợp phản ứng phụ nặng sau tiêm. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, hàng nghìn hộ dân ở miền núi Quảng Nam dễ dàng tiếp cận nguồn vốn và ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống.
nguồn vốn tín dụng chính sách được tập trung ưu tiên cho khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Rất nhiều người dân mạnh dạn vay vốn tìm hướng phát triển kinh tế gia đình thành công. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Từ nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội đã giúp gia đình Anna Rockbay vươn lên thoát nghèo ở thôn Nga Dinh, thị trấn Brau. Không chỉ trả được vốn vay, anh Bay còn mở rộng mô hình trang trại chăn nuôi heo đen địa phương lên hàng chục con và mua thêm vườn đồi, trồng thêm hơn 3 hectare cây keo. Từ đó thu nhập của gia đình ngày càng ổn định. Anh Bay không chỉ xây dựng được nhà cửa khang trang, con cái học hành đảm bảo, mà còn mạnh dạn vay thêm nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để tiếp tục đầu tư sản xuất, vươn lên làm giàu trên quê hương. Đầu tư là trồng rừng làm nhà, cho con cái đi học hành, mua phương tiện, mua sắm trong gia đình. Em thấy hiệu quả mang lại từ nguồn vốn như thế nào? Quá hiệu quả anh, quá rất tốt, vì mình không có vốn, phải có nhà nước cho vốn thì mình cái vốn nó phải đúng mục đích mình sử dụng đúng mục đích thì mình để đem lại kinh tế cho gia đình. Đáp ứng cái nhu cầu vay vốn của bà con hộ nghèo, đặc biệt là bà con hộ nghèo là ở đây là chủ yếu là người Cơ Tu. Thì từ khi mà có vốn của ngân sách thì bà con thay đổi cái nhận thức của bà con, làm thay đổi cuộc sống của bà con. Từ khi bà con không có tiền để đầu tư và không dám đem tiền ra đầu tư thì mạnh dạn vay vốn của ngân hàng để mà đầu tư vào trồng keo, nuôi heo địa phương, rồi chăn nuôi bò. Thì chủ yếu là cái nguồn vốn của chúng ta là đầu tư vào các cái mô hình kinh tế mà mũi nhọn của địa phương. Rồi phải khẳng định rằng là cái nguồn vốn này nó đã đi vào cuộc sống của người dân và giúp người dân số đó giảm nghèo. Đến nay, tổng nguồn vốn toàn chi nhánh đạt hơn 5.544 tỷ đồng, tăng hơn 38,7 tỷ đồng so với quý 2 năm 2021. Năm 2021, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng toàn chi nhánh đạt hơn 9,4%. Tổng doanh số cho vay đạt hơn 1.560 tỷ đồng, với 38.081 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi khi được vay vốn đều sử dụng vào phát triển kinh tế, trồng dược liệu, trồng rừng và chăn nuôi. Dư nợ ở chính huyện miền núi Quảng Nam là gần 2.300 tỷ. Nó phải nói là cái đầu tư rất là lớn cho chính huyện miền núi. Và cái việc đầu tư hiện nay đối với huyện miền núi ở Quảng Nam là nó rất là hiệu quả. Bởi vì ngoài cái tập trung nguồn lực thì chúng tôi cùng với các ngành gắn cái vốn tín dụng với các cái chương trình phát triển kinh tế. Với quy trình cho vay nhanh, gọn, chặt chẽ, có sự theo dõi, động viên thường xuyên từ ngân hàng đến từng tổ vay vốn, nên hàng nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Qua đó, nâng cao chất lượng nguồn vốn vay, góp phần giải quyết tốt việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn miền núi Quảng Nam. Chúng ta cùng chuyển sang những thông tin trên thế giới. Thưa quý vị, Liên Hợp Quốc vừa công chiếu một video nằm trong chiến dịch nâng cao nhận thức về môi trường. Với tiêu đề Đừng lựa chọn sự tuyệt chủng, video đã gây ấn tượng mạnh với bài phát biểu của một nhân vật mà ít ai có thể ngờ tới, đó là một con khủng long. Sự xuất hiện của loài động vật đã tuyệt chủng này khiến cho toàn bộ những người chứng kiến phải ngỡ ngàng. Con khủng long đã kêu gọi mọi người trên hành tinh đừng chọn sự tuyệt chủng. Hãy cứu giống loài trước khi quá muộn, bởi con người đang đứng trước một thảm họa khí hậu khi tham gia vào các hoạt động tái thiết nền kinh tế do đại dịch. Con khủng long này là thành quả của công nghệ CGI, mô phỏng hình ảnh bằng máy tính do diễn viên Shark Blade lồng tiếng. Các nhà sản xuất video này cho biết, lựa chọn một nhân vật khủng long như vậy là một sáng tạo thú vị. Hiện video này đã được dịch ra 35 thứ tiếng để tiếp cận được nhiều người xem. Nhiệt độ đang ấm lên trên toàn cầu, từ thung lũng Tử Thần tới Trung Đông, từ tiểu lục địa Ấn Độ tới phía nam sa mạc Sahara ở châu Phi, đã làm cho cuộc sống thường nhật của hàng triệu người trở nên khó khăn hơn. Tình trạng này khiến nhiều người đang đặt kỳ vọng vào hội nghị COP26 sắp tới sẽ tạo ra bước ngoặt trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Tại thung lũng Tử Thần ở bang California, Mỹ, vốn được mệnh danh là nơi nóng nhất trên thế giới, nhiệt độ trung bình trong mùa hè năm nay không ngừng tăng, lên tới 54,4 độ C. Nếu được Tổ chức Khí tượng Thế giới xác nhận, đây sẽ là mức nhiệt cao nhất trên thế giới được ghi nhận từ trước tới nay. Trong khi đó, cuộc sống của người dân tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Ấn Độ và Canada, cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các đợt nắng nóng lên tới 40 độ C trong mùa hè này.
Nhiệt độ tăng cao cũng là nguyên nhân khiến các trận hạn hán, cháy rừng, bão lũ xảy ra với tần suất nhiều hơn và với cường độ mạnh hơn, tác động nghiêm trọng tới ngành chăn nuôi, nông nghiệp và có thể cướp đi mạng sống của người dân. Để đón đầu làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ tư dự kiến bùng phát vào cuối năm nay, Nam Phi hiện đang gấp rút mở rộng chương trình tiêm chủng trên toàn quốc. Nam Phi đang thúc đẩy bao phủ mũi vaccine thứ nhất cho người dân trước cuối tháng 10, nhằm hoàn thành việc tiêm mũi thứ hai cho người dân vào cuối tháng 12, thời điểm người dân Nam Phi tổ chức đón Giáng sinh và năm mới. Vào tuần trước, Nam Phi cũng đã hạ độ tuổi tiêm chủng, bắt đầu tiêm cho nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi, với mục tiêu tiêm chủng vaccine Pfizer cho ít nhất 6 triệu thanh thiếu niên trong độ tuổi này. Nam Phi dự định sẽ tăng công suất tiêm chủng, hiện chỉ ở mức khoảng 185.000 mũi so với mục tiêu 300.000 mũi tiêm hàng ngày. Tính đến nay, mới có hơn 30% dân số trưởng thành của Nam Phi được tiêm chủng đầy đủ. Trong sự kiện Connect diễn ra rạng sáng ngày 29 tháng 10, mạng xã hội Facebook thông báo sẽ đổi tên công ty thành Meta. CEO của Facebook, ông Mark Zuckerberg cho biết quyết định đổi tên là nhằm hướng tới tương lai. Theo ông Mark Zuckerberg, công ty Meta có hai bộ phận chính, một cho ứng dụng và dịch vụ hiện có, một cho những kế hoạch tương lai. Vì vậy, cái tên Facebook không còn phù hợp vì không bao hàm đầy đủ những thứ mà công ty đang phát triển. Meta sở hữu nhiều sản phẩm, ứng dụng mạng xã hội, nhắn tin như Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp. Tên gọi mới phản ánh rõ tham vọng phát triển từ mạng xã hội đơn thuần sang một công ty vũ trụ ảo. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với những thông tin về tình hình dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều và đêm có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm từ 80 đến 95%, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều và đêm có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm từ 82 đến 95%, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều và đêm có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm từ 80 đến 93%, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều và đêm có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm từ 80 đến 95%, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều và đêm có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm từ 83 đến 96%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều và đêm có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm từ 83 đến 96%, gió nhẹ. Thị trấn Brau mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều và đêm có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm từ 83 đến 96%, gió nhẹ. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình được phát sóng vào lúc 6 giờ và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Ngoài ra, quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ www.qdt.vn. Thân ái kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.